Video được dịch và edit bởi kênh giải trí Bốn Phương và truyền hình thực tế Tâm Linh Thái Lan. Nếu thích video hãy like và chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người các bạn nhé. Cậu Sống Can hãy nhìn về các khách mời của chúng ta. Và cả bản thân cậu thử nghĩ xem ai là người có linh hồn đi theo và đang muốn nói xin lỗi. Tôi nghĩ là số 1. Là số 1 sao? Tại sao lại nghĩ con số này? Bởi vì thấy anh ấy mang bịt mặt, có cái gì đó. Chắc là có cái gì đó. Vâng, nên mới mang bịt mặt, đúng ạ. Ngày sinh có linh hồn yêu cầu tôi nói xin lỗi. Là ngày. Là ngày 12. Chủ nhân ngày sinh ngày 12 chính là cô sĩ Pha Phon Chạy Căn Há, hay còn gọi là Om. Anh Lưu nghe tiếng của linh hồn nói là xin lỗi. Tiếng mà anh Lưu nghe đó là tiếng của ai? Tại sao ma lại muốn xin lỗi cô Om? Hay là cô ấy đã từng trải qua chuyện gì khắc sâu trong trái tim mình làm cho cô muốn đến gặp anh Lưu? Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được sự thật từ cô ấy. Sinh ngày 12 tháng 1, 12 cộng với 1 là 13. 13 quay ngược con số nghĩa là ma. Có nghĩa là cô có người âm đi theo. Tiếp đến là số nhà 22. 12 của em xuất hiện trong số nhà nghĩa là chủ nhà. Có nghĩa là em vẫn đang nhớ đến một ai đó đã khuất. Trên 4 tiếng Trung nghĩa là cái chết. Có nghĩa là người đã khuất vẫn ở bên cạnh. Lúc tôi nhìn lên phía trên sân khấu đó, hình ảnh mà anh Lưu thấy, anh Lưu không biết đó là ai đâu, nhưng là một bóng đen. Đến khi nghe được một giọng nói là làm ơn hãy nói giúp. Xin lỗi. Nên mới thắc mắc bản thân em có liên quan gì hoặc là có ai đó đã khuất vẫn ở bên cạnh em không? Cuộc sống của Om như thế nào? Vất vả từ nhỏ đến lớn, có ký ức nào luôn cất giữ trong lòng mình hay không? Giống như anh Lưu nói. Có ạ. Gia đình của em là con một. Bố mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ. Mẹ đưa em về quê ở với ông bà ngoại. Đến khi em đi học, tầm lớp 5, lớp 6, có một bức thư từ bố em gửi cho em. Và em đọc, bố em đã viết gì? Bố em nói là, nhớ em, muốn em về ở cùng. Bây giờ bố đã bắt đầu có cái này cái kia rồi, có vườn và tiền có thể đủ sống. Bố nói như thế. Bố chưa từng đến quê thăm đúng không? Có. À, từng đến thăm sao? Bố từng đến đón em về, nhưng mà ông bà ngoại không cho, bởi vì mẹ đã từng nói là không cho em đi với bố. Kể từ bức thư đó thì không gặp lại nhau nữa. Bố không liên lạc với em bao lâu? Phải 14 đến 15 năm sau mới gặp lại. Bởi vì em đi tìm bố, lúc mà bố em đến quê ông bà ngoại tìm em, và rồi biến mất, sau đó thì em đi tìm bố em. Em có thể nhớ được chỗ ở của nhà em ngày xưa là ở Nonbuji. Nhớ tên chùa và địa chỉ các nơi em đến chơi lúc nhỏ, nên em mới quay về nhà cũ, đúng ạ. Lúc đó ở nhà cũ, khi đó đường xá đã làm lại mới, em không nhớ được đường đi. Em đi vào chùa, em đến đó hỏi về một bác gái mà trước đó nhà em từng ở nhờ. Và đi gặp người đó, họ cũng không còn nhớ được em nữa. Em mới chào bác ấy hỏi em là ai. Em mới nói là Om con gái của bố sột. Bác ấy mới nhận ra, và bác ấy bắt đầu kể chuyện bố. Lúc đó bố em không được khỏe, đi không được,
gầy lắm. Không biết bị bệnh gì, trong lòng em nghĩ là không muốn đi nữa, sợ. Lúc đó em nghĩ bố em bị bệnh gì đó, vì bố em đi lại với nhiều người phụ nữ. Em sợ. Nhưng mà em cũng đi. Em gặp lại bố mình ở đâu? Ở chùa. Bởi vì bác gái nói em là đến chùa, bố em ở phía sau chỗ người ta dùng để là lễ hỏa táng. Lúc em đến tìm bố em đang làm gì? Bố em đang hái rau ở sau nhà. Lúc đó ông ấy bị bệnh đúng không? Bố em gầy lắm. Vâng, đang bị bệnh ạ. Em đi vào. Bố em không còn nhận ra em nữa. Em gọi bố. Bố đang làm gì? Bố em hỏi là ai thế? Em mới nói là Om ạ. Lúc đó bố em mới nhận ra em. Lúc đó bố gầy lắm. Em gần như không nhận ra được ông ấy. Lúc đó họ đã làm một cái lỗ ở giữa bụng. Thức ăn mỗi ăn được ăn vào bằng dây. Bố em không thể ăn bằng miệng được. Em đến gần bố, và bố cầm tay em. Vì không gặp nhau lâu, bố em rất xúc động hỏi em là tại sao lại lớn thế này rồi. Em ngồi gần bố và nói chuyện với nhau. Và hỏi về tình hình cuộc sống hiện tại. Bố ở với ai? Ở một mình sao? Bố em nói là ở trong vườn chuối hương, chỗ đó không có nước, không có điện. Bố em ở đó một mình. Vậy cuối cùng có biết bố bị bệnh gì không? Biết, bố nói là bị ung thư. Bố em ăn thức ăn qua dây nên không ăn được nhiều. Nó sẽ chạy ngược lên miệng. Mỗi sáng bố em phải tự dậy làm đồ ăn, mỗi ngày tầm 10 túi thức ăn. Xay nhuyễn rồi để vào bao, để trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mang ra hâm nóng và dùng dây chuyền như mình chuyền nước biển. Treo lên và để cho nó chảy vào trước bụng. Thời gian đó bố em hút thuốc nữa. Nhưng mà bố em nói với em là đến năm mới bố em sẽ khỏe lại. Bác sĩ nói sẽ khỏi vì chỉ cần lại lần chạy hóa trị nữa thôi. Em hỏi là có về nhà không? Bố em nói là năm mới khỏe lại thì sẽ về. Kể từ lúc gặp lại nhau, em và bố lúc nào cũng gọi điện thoại cho nhau. Em không có thời gian, bố em biết. Em lúc nào cũng động viên bố và nói nhớ bố. Chỉ có mấy ngày thôi anh, lúc đó em nằm ở viện. Em bị ốm nên phải phẫu thuật. Ngày mùng 6 em ra viện. Buổi sáng có điện thoại gọi đến cho em. Bố em gọi điện thoại đến. Bố nói là bố không thể lành bệnh được nữa rồi. Bố không điều trị nữa. Em mới nói là nếu bố không điều trị nữa thì bố sẽ làm gì. Bố em nói là không điều trị nữa. Bố đau lắm, không chịu đựng được. Mỗi lần đi điều trị, bác sĩ đều phải dùng cách lấy kim tiêm chọc vào dạ dày, kiểu không dùng thuốc giảm đau được. Nên em mới hỏi là bố có về nhà không, để con đưa bố về. Để con gọi điện thoại nói với ông nội là họ hàng bên chỗ nhà bố em. Bố em nói là không về, không muốn làm gánh nặng của ai. Bố em nói với em là nhớ chăm sóc bản thân mình nhé. Em trả lời bố là, bố cũng vậy nhé, nhớ chăm sóc bản thân. Con nhớ bố, em nói như thế. Lúc đó em không có nghĩ gì, đến sáng hôm sau có điện thoại là bố gọi đến. Nói là có phải Om không? Em mới nói là đúng. Đây là nhân viên công vụ. Cô bình tĩnh nhé, bố cô đã mất rồi. Em mới hỏi là, thật sao anh hôm qua bố em còn gọi điện thoại cho em mà anh? Nhân viên họ nói qua đời vì lý do gì không? Bố em tự thiêu ạ. Bố em tự thiêu ạ. Bố em viết thư để lại. Bố em trước lúc chết viết hai bức thư để lại cho mọi người. Giống như là bố em đã lên kế hoạch từ năm mới rồi. Là bố em sẽ tự tử. Bức thư thứ nhất là gửi cho nhân viên công vụ. Bức thư thứ hai là cho họ hàng thân thích. Và nhân viên họ gọi cho em vì bố em viết số điện thoại của em ở trong thứ. Bức thư mà bố em viết cho nhân viên công vụ, bố em viết những gì? Bố em nói là... Bố em viết là bố em tự tử chứ không phải là bị giết. Dạ, tôi tự quyết định tự tử không có liên quan đến ai cả. Bố em viết thế này.
và một bức thư nữa là xin lỗi. Xin lỗi người thân. Bố em viết tên ông nội đầu tiên là bố Phiền. Xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi bố Phiền và các anh chị em. Con không thể chịu đựng được nữa. Điều trị cũng chỉ tốn tiền bạc mà thôi. Những bức thư này bố em gửi cho ai? Bố em treo ở cái cây gần nhà vệ sinh ở trong vườn. Sau đó bạn bè của bố em có nói là ông ấy hay nói là tao sẽ không ở đây nữa. Bạn bố em hỏi là đi đâu? Bố em nói là bố em sẽ xử lý bản thân. Và bố em đạp xe đạp đi mua 1 lít xăng và 2 tệp báo giấy dùng để dưới lên nhà, cái chòi nhỏ ấy ạ. Theo như mọi người thì bố em đã chuẩn bị từ trước đó, viết nhật ký để lại. Bố em là người thích viết nhật ký. Bố em viết lại quá trình mà bố em đã điều trị. Kiểu như hôm nay thức dậy đi bác sĩ, bố em đã chuẩn bị tất cả và viết lại chi tiết. Kể từ khi đi mua xăng đến lúc phóng hỏa, bố em viết rõ thời gian và ngày. Bố em nói là thức dậy buổi sáng, nắng nhẹ sẽ làm cho lửa dễ cháy hơn, nên bố em mới đổ xăng thắp sẵn hương và treo cổ tự tử trước. Treo cổ tự tử trước. Đến khi hương cháy hết thì lửa nó sẽ cháy cả nhà. Và tình trạng thi thể của ông ấy thế nào? Em không có vào xem tận mắt, em chỉ xem hình. Trong hình tình trạng của bố em thế nào? Cháy đen thôi ạ. Cháy đen, chỉ còn phần đầu và một ít ruột ạ. Còn một ít vải mà bố em dùng để treo cổ vẫn chưa cháy hết. Em nghĩ bố em có đau đớn không? Nhiều lắm ạ, em biết. Vì ông ấy bị bệnh. Lúc em phẫu thuật nhẹ thôi em cũng đã đau đớn lắm rồi. Em nghĩ bố có nhớ em không? Trước khi bố em quyết định như thế, bố em chỉ gọi cho em chứ không gọi cho ai cả. Em luôn nhớ đến bố em vẫn giữ mọi thứ liên quan đến bố. Em cảm giác có lỗi lắm vì đã không chăm sóc được bố. Em muốn xin lỗi bố em nhiều lắm bởi vì là con nhưng chưa từng chăm sóc bố, lại bố một lần vẫn chưa làm. Gặp nhau lần cuối cùng, xong thì bố em quyết định tự tử. Em vẫn chưa chăm sóc bố em được ngày nào cả. Linh hồn vẫn còn ở đây không? Trước đây một lúc thì thấy. Hình ảnh mà anh lưu thấy là một bóng đen. Và nhờ nói với em ấy là xin lỗi. Và nhờ anh phải nói lời này. Anh không biết là sau bao nhiêu năm không gặp nhau và khi gặp lại ông ấy đã làm gì với em. Nhưng mà hình ảnh anh thấy là thế này. Khi mà em ngồi ở trên kia, hình ảnh mà anh thấy là như thế này. Là bóng đen ở gần em ấy. Là gì biết không? Là như thế này. Em ấy ngồi như thế này. Điều mà Lưu thấy là hình ảnh này. Anh xin phép nhé. Chỉ mong được dựa vào vai. Dựa vai thế à? Ở gần là bóng đen và dựa vào thế này.
Lúc em gặp bố, em đã làm những gì? Em dựa vào vai bố. Ngày đầu tiên em gặp bố là em tựa vào vai bố và chụp hình. Là như vừa nãy, vâng ạ, bên trái. Bên trái của bố và em ngồi ở bên cạnh. Và em cầm tay và chụp hình. Dựa vào vai bố, có cả hình em dựa vào vai bố nữa ấy. Có giống như lúc nãy anh làm không? Đúng ạ. Lúc đó bố em bị bệnh nặng. Ngày đầu tiên em gặp bố, lúc em đi tìm bố. Và cũng là lần cuối cùng, sau đó không còn gặp lại nữa. Điều mà em làm không sai. Đừng có trách bản thân nữa. Hạnh phúc lớn nhất của người làm bố. Ngày đầu tiên em nhận bố. Hình ảnh đó luôn ở trong trái tim bố em. Bố em không bao giờ quên điều đó. Khoảnh khắc mà em sẽ sai vô cùng nếu như em quay lưng với bố mình chỉ vì bố em bị bệnh. Nhưng em đã không chạy trốn. Và vẫn còn đi tìm gặp ông ấy. Và còn gọi ông ấy là bố. Và còn dựa vào vai bố. Hình ảnh đó, hình ảnh duy nhất trong cuộc đời. Xem như là món quà lớn nhất. Mà ông ấy không nghĩ là ông ấy sẽ có được. Nên mới luôn ở trong trái tim của ông ấy. Cuối cùng cuộc đời của ông ấy không có ai cả ngoài con gái của mình. Nếu như có thể tặng cho bố em một món quà lúc ông ấy còn sống, em sẽ tặng ông ấy điều gì? Chắc sẽ là hình. Là một bức hình em và bố. Em cũng chỉ có mỗi bức hình đó thôi. Nhưng nó làm em hạnh phúc vô cùng.